Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 32. Hỡi trời, hãy lắng tai, tôi sẽ nói, và đất, hãy nghe những lời của miệng tôi. Đạo của tôi rải ra như mưa, lời tôi sa xuống khác nào sương móc, tợ mưa tro trên cây cỏ, tỉ như mưa tầm tã trên đồng xanh. Vì tôi sẽ tung hô danh Giê-hô-va. Hãy tôn sự oai nghiêm cho Đức Chúa Trời chúng tôi. Công việc của hòn đá là trọn vẹn, vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội, Ngài là công bình và chánh trực. Chúng đáng mang xấu hổ vì đã phản Ngài, chẳng phải con trai của Ngài nữa. Quả là một dòng dõi gian tà và điên đảo. Hỡi dân khờ dại không trí, các ngươi báo đáp Đức Giê-hô-va như vậy sao? Ngài há chẳng phải là cha ngươi, đấng đã chuộc ngươi chăng? Há chẳng phải Ngài đã dựng nên ngươi và lập ngươi sao? Hãy nhớ lại những ngày xưa, suy xét những năm của các đời trước. Hãy hạch hỏi cha ngươi, người sẽ dạy cho. Cùng các trưởng lão, họ sẽ nói cho. Khi đấng chí cao phân phát sản nghiệp cho muôn dân, phân rẽ những con cái Adam, thì Ngài định bờ cõi của các dân cứ theo số dân Israel. Vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài, Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài. Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Như phụng hoàng, phấp phới giỡn ổ mình, bay chung quanh con nhỏ mình, xè cánh ra xớt nó và cõng nó trên chéo cánh mình thế nào. Thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thế ấy, không có thần nào khác ở cùng người. Ngài đã khiến người cởi trên các nơi cao của xứ. Israel đã ăn hoa quả của đồng ruộng. Ngài khiến người hút mật của hòn đá, dầu của hòn đá cứng hơn hết, và nuốt mỡ sữa bò và sữa chiên. Ngài ban cho người mỡ chiên con, chiên đực sanh tại Ba-san và dê đực, cùng bột lọc nhất hạng của lúa mạch. Người có uống huyết của nho như rượu mạnh. Giê-su-run đã mập mạp và cất đá. Người trở nên mập lớn và béo tròn. Người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên người và khinh dễ hòn đá của sự chẩn cứu người. Chúng nó trêu ghẹo Ngài phân bì bởi sự cúng thờ những thần khác, chọc giận Ngài vì các sự gớm ghiếc. Tế lễ những ma quỷ chẳng phải là Đức Chúa Trời, quỳ lại các thần mà mình chưa hề biết, tức là các thần mới vừa đến ít lâu mà tổ phụ các ngươi không kính sợ. Ngươi không kể đến hòn đá sanh mình và quên Đức Chúa Trời đã tạo mình. Đức Giê-hô-va có thấy điều đó, nên trong cơn thạnh nộ, Ngài đã từ bỏ các con trai và con gái mình. Ngài có phán, ta sẽ giấu mặt ta để xem sự cuối cùng của chúng nó ra sao, vì là một dòng dõi gian tà, là những con cái không có lòng trung tín. Chúng nó dục ta phân bì vì cúng thờ thần chẳng phải là Đức Chúa Trời, lấy sự hư không mà chọc giận ta. Ta cũng vậy, lấy một dân tộc hèn mà trêu sự phân bì của chúng nó, lấy một nước ngu dại mà chọc giận chúng nó. Vì có lửa nổi phừng trong cơn giận ta, cháy cho đến đáy sâu âm phủ, thiêu nuốt đất và thổ sản, cùng cháy đốt nền các núi. Ta sẽ chất những tai vạ trên mình chúng nó, bắn chúng nó hết các tên ta. Chúng nó sẽ bị đói hao mòn, bị rét tiêu đi, và một thứ dịch hạch độc dữ ăn nuốt. Ta sẽ khiến răng thú rừng và nọc độc của loài bò dưới bụi đến hại chúng nó. Ngoài thì gươm dao, trong thì kinh khủng, sẽ làm cho trai trẻ, gái đồng trinh và con đang bú luôn với người già bạc đều bị diệt vong. Ta nói rằng,
ta sẽ lấy hơi thở ta quét sạch chúng nó đi, diệt kỷ niệm chúng nó khỏi loài người. Song sợ thù nghịch nhiếc nhác, kẻ cừu địch chúng nó lầm hiểu, la rằng: tay chúng tôi đã tỏ sức cao cường, chứ chẳng phải Đức Giê-hô-va có làm mọi điều ấy đâu, vì là một dân mất trí, trong lòng không có thông minh. Chớ chi họ khôn ngoan và hiểu được, ước gì nghĩ đến sự cuối cùng vẫn đợi họ. Nhược bằng hòn đá không có bán chúng nó, và Giê-hô-va không giao nộp chúng nó, thì làm sao một người rượt nổi ngàn người, và hai người đuổi 10.000 người trốn đi? Vì hòn đá chúng nó chẳng phải như hòn đá chúng ta, thù nghịch chúng ta cũng xét đoán như vậy. Cây nho chúng nó vốn là chồi của Sodom và do đất của Gomorrơ. Trái nho chúng nó vốn là độc và chùm nho vốn là đắng. Rượu nho chúng nó là nọc độc con rắn, một thứ nọc độc rất dữ của rắn hổ. Những việc như thế làm sao ta quên được? Ta đã niêm phong nó vào trong kho ta. Khi chân chúng nó siêu tó, sự báo thù sẽ thuộc về ta, phần đối trả sẽ quy về ta, vì ngày bại hoại của chúng nó hầu gần, và những tai họa buộc phải xảy ra cho chúng nó đến mau. Phải, khi Đức Giê-hô-va thấy sức lực của dân mình hao mòn và không còn lại tôi mọi hay là tự chủ cho chúng nó, thì Ngài sẽ đoán xét công bình cho chúng nó và thương xót tôi tớ Ngài. Ngài sẽ phán: các thần chúng nó, những hòn đá chúng nó nhờ cậy, các thần hưởng mỡ của hy sinh và uống rượu của lễ quán chúng nó đều ở đâu? Các thần ấy hãy đứng dậy giúp đỡ và che phủ cho các người. Bây giờ, hãy xem ta là Đức Chúa Trời. Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, làm cho bị thương và chữa cho lành. Chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được. Vì ta giơ tay chỉ trời mà thề rằng, ta quả thật hằng sống đời đời. Khi ta mài lưỡi sáng của gươm ta và tay ta cầm sự đoán xét, thì ta sẽ báo thù kẻ cừu địch ta, cùng đối trả những kẻ nào ghét ta. Ta sẽ làm cho các mũi tên ta say huyết, lưỡi gươm ta ăn thịt, tức là huyết của kẻ bị giết và của phu tù, thịt của đầu các tướng thù nghịch. Hỡi các nước, hãy vui mừng với dân Ngài, vì Đức Chúa Trời sẽ báo thù huyết của tôi tớ Ngài, trả thù kẻ cừu địch Ngài và tha tội cho xứ và cho dân của Ngài. Vậy Môi-se cùng Giô-suê con trai của Nun đến đọc hết các lời bài ca này cho dân sự nghe. Khi Môi-se đã đọc xong các lời này tại trước mặt cả Israel, thì người nói cùng chúng rằng: hãy để lòng chăm chỉ về hết thảy lời ta đã nài khuyên các ngươi ngày nay mà truyền cho con cháu mình, để chúng nó cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này. Vì chẳng phải một lời nói vô giá cho các ngươi đâu, nhưng nó là sự sống của các ngươi. Nhờ lời nói này, các ngươi sẽ ở lâu ngày trên đất mà các ngươi sẽ đi nhận lấy khi qua sông Giô-đan. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy đi lên núi Abarim trên đỉnh Nebo ở trong xứ Moab đối ngang Jericho, rồi nhìn xứ Canaan mà ta ban cho dân Israel làm sản nghiệp. Vả, ngươi sẽ chết trên núi mà ngươi lên đó, và sẽ được tiếp về cùng dân ngươi, y như Aaron anh ngươi đã chết trên núi Horeb và đã được tiếp về cùng dân của người. Bởi vì tại giữa dân Israel, các ngươi đã phạm tội cùng ta nơi nước Meriba tại Kade trong đồng vắng Sin, và vì các ngươi không tôn ta thánh giữa dân Israel. Quả thật, ngươi sẽ thấy xứ ở trước mặt mình, nhưng không được vào trong xứ ấy mà ta ban cho dân Israel. Chương 33. Vả, này là lời chúc phước mà Môi-se người của Đức Chúa Trời chúc cho dân Israel trước khi qua đời. Người bèn nói: Đức Giê-hô-va đã đến từ Sinai, Ngài từ Se-ir dấy lên trên dân chúng, chiếu sáng từ núi Pha-ran, đến từ giữa muôn vàng đấng thánh. Từ tay hữu, Ngài phát ra cho họ lửa của luật pháp Ngài. Ngài thương yêu dân sự, các thánh của Ngài đều ở trong tay Ngài, quỳ xuống chân Ngài, đặng lãnh những lời của Ngài. Môi-se đã ban một luật pháp cho chúng tôi, là cơ nghiệp của hội chúng Gia-cốp. Khi các quan trưởng của dân sự hội hiệp với những chi phái Israel, thì Ngài trở nên vua của Giê-su-run.
nguyện Ruben sống chớ thác, dẫu số người của nó sẽ ít đông. Người chúc cho Giuđa rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, cầu xin Ngài nghe tiếng của Giuđa và đưa người về dân mình. Nguyện tay người binh vực chúng. Xin Chúa đến giúp người đương địch cùng kẻ thù nghịch mình. Người cũng chúc cho Lê-vi rằng: Thu-mim và U-rim của ngươi vốn thuộc về người tin kính của ngươi mà ngươi thử thách tại Ma-sa, tranh giành với ta tại nước Meriba. Lê-vi nói về cha mẹ mình rằng: Tôi không hề thấy cha mẹ. Ngươi không nhận anh em mình, chẳng biết đến con cái mình, vì ngươi gìn giữ lời Chúa, canh chừng sự giao ước của Chúa. Họ lấy mạng lệnh của Chúa dạy cho Gia-cốp và luật pháp Chúa cho Israel. Họ để hương dưới mũi Ngài, đặt của lễ thiêu trên bàn thờ Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, xin ban phước cho của cải người và nhậm công việc của tay người làm. Xin bẻ nát hông của kẻ giấy nghịch và ghen ghét người, để chúng nó không thấy giấy lên nữa. Người chúc về Benjamin rằng: Người mà Đức Giê-hô-va yêu mến sẽ được ở yên gần bên Ngài. Hằng ngày Đức Giê-hô-va sẽ che chở người, lập nơi ở Ngài giữa hai vai người. Người chúc về Joseph rằng: Xứ người được Đức Giê-hô-va ban phước. Từ trời Ngài giáng xuống cho người ân tứ rất báu là sương móc. Những suối của vực thẳm có nước sâu, những hoa lợi quý nhất của mặt trời, hoa quả cực báu của mặt trăng, những vật nhất hạng của núi xưa, các báu lạ của mấy gò đống đời đời, bữa bối của đất và sự sung mãn nó. Nguyện ơn của đấng hiện ra trong bụi gai giáng xuống trên đầu Joseph và trên trán của chúa anh em người. Oai nghiêm người giống như con bò đực đầu lòng, hai sừng người vốn sừng của trâu, người lấy sừng ấy bán mọi dân cho đến cuối cùng của đất. Đó là hằng muôn của Ephraim, ấy là hằng ngàn của Manasse. Người chúc về Sa-bu-lôn rằng: Hỡi Sa-bu-lôn, khá vui mừng về cuộc mình đi ra ngoài, còn ngươi Isaka hãy hớn hở trong các trại mình. Hai người sẽ gọi các dân tộc lên núi, tại đó dâng những của tế lễ công bình, vì hai người sẽ huốt sự dư dật của biển và những bửu vật lấp dưới cát. Người chúc về Gác rằng: Đáng ngợi khen thay đấng để Gác nơi khoảng khoát. Người nằm nghỉ như một sư tử cái và xé cánh tay cùng đầu. Người đã chọn cho mình phần đầu nhất của xứ, bởi vì tại đó đã dành phần của đấng lập luật pháp, và người ở đằng đầu dân sự đi đến. Người đồng lòng với Israel làm xong công bình của Đức Giê-hô-va và làm theo những mạng lệnh của Ngài. Người chúc về Đan rằng: Đan là một sư tử tơ từ Ba-san nhảy sông đến. Người chúc về Nephtali rằng: Nephtali hưởng ân huệ cho thỏa nguyện và phước lành của Đức Giê-hô-va cho đầy dẫy, chiếm được phương Tây và phương Nam. Người chúc về A-xe rằng: Nguyện cho A-xe được phước giữa các con trai Israel, được đẹp lòng anh em mình và được dầm chân mình trong dầu. Những then cửa người sẽ bằng sắt và đồng. Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu. Ồ Giê-xu-ruông, không ai giống như Đức Chúa Trời là đấng oai nghi cởi trên các tầng trời, trên những đám mây đặng đến cứu giúp ngươi. Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài. Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi và phán cùng ngươi rằng: Hãy diệt đi. Israel sẽ ở bình an, suối Gia-cốp phun lên riêng ra trong một xứ ngũ cốc và rượu. Trời của ngươi nhỏ sương móc xuống. Ồ Israel, ngươi có phước dường bao. Hỡi dân được Đức Giê-hô-va cứu rỗi, ai giống như ngươi? Ngài là cái thuẫn giúp đỡ ngươi, thanh gươm khiến cho ngươi nên vinh hiển. Kẻ thù nghịch ngươi sẽ đến vua nịnh ngươi, còn ngươi, ngươi sẽ lấy chân dày đạp các nơi cao của chúng nó. Chương 34. Kế ấy, Môi-se từ đồng bằng Mô-áp lên trên núi Nê-bô, nơi đỉnh Phích-ga đối ngang Giê-ri-cô. Rồi Đức Giê-hô-va cho người xem toàn xứ tự Ga-la-át chí Đan, toàn Nephtali xứ Ê-phra-im và Ma-na-se, cả xứ Giu-đa cho đến biển Tây, miền Nam đồng bằng sông Giô-đanh và trũng Giê-ri-cô, thành cây chà là cho đến Xoa.
Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Đó là xứ mà ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Gia-cốp mà rằng: Ta sẽ ban xứ ấy cho dòng giống ngươi. Ta cho tự mắt ngươi xem xứ ấy, nhưng ngươi không vào đó được. Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời tại đó trong đồng bằng Mô-áp, theo như lệnh của Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời bèn chôn người trong trũng tại xứ Mô-áp đối ngang Bết-phê-o. Cho đến ngày nay, không có ai biết được mộ của người. Vả, khi Môi-se qua đời, tuổi được 120, mắt người không làng, sức người không giảm. Dân Israel khóc Môi-se trong 30 ngày tại đồng bằng Mô-áp. Những ngày khóc và ngày chịu tang cho Môi-se đã xong rồi là như vậy. Giô-suê, con trai của Nun, được đầy dẫy thần khôn ngoan vì Môi-se đã đặt tay mình trên người. Dân Israel bèn vâng lời người và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Về sau, trong Israel không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt. Không có ai bằng người hoặc về các dấu kỳ phép lạ mà Đức Giê-hô-va sai người làm tại trong xứ Ai Cập trước mặt Pha-ra-ôn, các quần thần và cả xứ của người, hoặc hết thảy công việc lớn lao và đáng sợ mà Môi-se cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Israel. Thi Thiên 69. Đức Chúa Trời ơi, xin cứu tôi, vì những nước đã thấu đến linh hồn tôi. Tôi luống trong buồng sâu, nơi không đụng cẳng. Tôi bị chìm trong nước sâu, dòng nước ngập tôi. Tôi la mệt, cuống họng tôi khô, mắt tôi hao mòn, đang khi trông đợi Đức Chúa Trời tôi. Những kẻ ghen ghét tôi vô cớ nhiều hơn số tóc đầu tôi. Những kẻ làm thù nghịch tôi vô cớ và muốn hại tôi thật mạnh. Tôi phải bồi thường điều tôi không cướp giật. Đức Chúa Trời ơi, Chúa biết sự ngu dại tôi. Các tội lỗi tôi không giấu Chúa được. Hỡi Chúa Giê-hô-va vạn quân, nguyện những kẻ trông đợi Chúa chớ bị hổ thẹn vì cớ tôi. Đức Chúa Trời của Israel ơi, nguyện kẻ nào tìm cầu Chúa chớ bị sỉ nhục tại vì việc tôi. Ấy vì Chúa mà tôi đã mang sự nhuốc nhơ và bị sự hổ thẹn bao phủ mặt tôi. Tôi đã trở nên một kẻ lạ cho anh em tôi, một người ngoại bang cho các con trai mẹ tôi, vì sự sốt sắng về đền Chúa tiêu nuốt tôi. Sự sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên tôi. Tôi khóc và nhịn ăn để ép linh hồn tôi, thì điều đó cũng trở làm sỉ nhục tôi. Tôi lấy bao gai mặc làm áo sống, bèn trở nên câu tục ngữ cho chúng nó. Những kẻ ngồi nơi cửa thành trò chuyện về tôi. Tôi là đề câu hát của những người uống rượu. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, tôi nhờ dịp tiện mà cầu nguyện cùng Ngài. Đức Chúa Trời ơi, theo sự thương xót lớn của Chúa và theo lẽ thật về sự cứu rỗi của Chúa, xin hãy đáp lại tôi. Xin hãy cứu tôi khỏi vũng buồn, kẻo tôi luống chăng. Nguyện tôi được giải thoát khỏi những kẻ ghét tôi và khỏi nước sâu. Nguyện dòng nước không ngập tôi, vực sâu chớ nhận tôi, hầm không lấp miệng nó lại trên tôi. Hỡi Giê-hô-va ơi, xin hãy đáp lại tôi, vì sự nhân từ Ngài là tốt. Tuy sự thương xót lớn của Ngài, xin hãy xây lại cùng tôi. Xin Chúa chớ giấu mặt cùng tôi tớ Chúa, vì tôi đang bị gian truân. Hãy mau mau đáp lại tôi. Cầu xin Chúa đến gần linh hồn tôi và chuộc nó, vì cớ kẻ thù nghịch tôi, xin hãy cứu chuộc tôi. Chúa biết sự sỉ nhục, sự hổ thẹn và sự nhuốc nhơ của tôi. Các cừu địch tôi đều ở trước mặt Chúa. Sự sỉ nhục làm đau thương lòng tôi. Tôi đầy sự khổ nhọc. Tôi trông đợi có người thương xót tôi, nhưng chẳng có ai. Tôi mong nhờ người an ủi, song nào có gặp. Chúng nó ban mật đắng làm vật thực tôi và cho tôi uống giấm trong khi khát. Nguyện bàn tiệc trước mặt chúng nó trở nên cái bẫy. Khi chúng nó được bình an, nguyện nó lại trở nên cái lưới. Nguyện mắt chúng nó bị tối không còn thấy, và hãy làm cho lưng chúng nó hằn run. Hãy đổ cơn thạnh nộ Chúa trên chúng nó, khiến sự giận dữ Chúa theo kịp họ.
nguyện chỗ ở chúng nó bị bỏ hoang, chẳng có ai ở trong trại chúng nó nữa. Vì chúng nó bắt bớ kẻ Chúa đã đánh và thuật lại sự đau đớn của người mà Chúa đã làm cho bị thương. Cầu xin Chúa hãy gia tội ác vào tội ác chúng nó, chứa cho chúng nó vào trong sự công bình của Chúa. Nguyện chúng nó bị xóa khỏi sách sự sống, không được ghi chung với người công bình. Còn tôi bị khốn cùng và đau đớn. Đức Chúa Trời ơi, nguyện sự cứu rỗi của Chúa nâng đỡ tôi lên nơi cao. Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh Đức Chúa Trời và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài. Điều ấy sẽ đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn con bò đực hoặc con bò đực có sừng và móng rẽ ra. Những người hiền từ sẽ thấy điều đó và vui mừng. Hỡi các người tìm cầu Đức Chúa Trời, nguyện lòng các ngươi được sống, vì Đức Giê-hô-va nghe kẻ thiếu thốn, không khinh dễ những phu tù của Ngài. Nguyện trời, đất, biển và các vật hay động trong đó đều ngợi khen Ngài, vì Đức Chúa Trời sẽ cứu Si-ôn và xây lại các thành Giu-đa. Dân sự sẽ ở đó, được nó làm của. Dòng dõi các tôi tớ Ngài sẽ hưởng nó làm sản nghiệp. Phàm ai yêu mến danh Ngài sẽ ở tại đó. Chương 3. Ta là người đã thấy khốn khổ bởi gậy thạnh nộ của Ngài. Ngài đã dắt ta và khiến ta bước đi trong tối tăm, chẳng bước đi trong sáng láng. Chắc Ngài trở tay cả ngày nghịch cùng ta nhiều lần. Ngài đã làm hao mòn thịt và da, đã bẻ gãy xương ta, đã xây đắp nghịch cùng ta, vây ta bằng mật đắng và sự nhọc nhằn, khiến ta ở trong nơi tối tăm như người đã chết từ lâu đời. Ngài đã bao bọc ta bằng tường mà không cho ra, lại làm cho nặng xiềng ta. Khi ta kêu la và xin cứu, Ngài bịt tai chẳng nghe lời cầu nguyện. Lấy những đá đẻo lấp lối ta, Ngài đã làm cho đường nẻo ta quanh quẹo. Ngài đối với ta như gấu rình rập, như sư tử nơi kín đáo, khiến ta lạc đường và vồ xé ta, cho ta phải sầu não. Ngài đã dương cung và chọn ta làm chồng cho tên Ngài. Ngài đã khiến tên trong bao Ngài vào trái cật ta. Ta làm trò cười cho cả dân ta, họ lấy ta làm bài hát cả ngày. Ngài đã cho ta đầy dẫy sự đắng cay, cho ta no nê bằng ngải cứu. Ngài đã lấy sỏi bẻ răng ta, vùi ta vào trong tro. Ngài khiến hồn ta xa sự bình an, ta đã quên phước lành. Ta rằng, hết sức mạnh ta, dứt lòng trông đợi Đức Giê-hô-va. Hãy nhớ đến sự hoạn nạn và khốn khổ ta là ngải cứu và mật đắng. Hồn ta còn nhớ đến và hao mòn trong ta. Ta nhớ lại sự đó thì có sự trông mong. Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói, Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Thật tốt cho người mang ách lúc trẻ thơ. Phải, nó phải ngồi một mình và làm thinh, vì Ngài đã gán ách trên mình. Nó khá để miệng trong bụi đất, hoặc giả sẽ có sự trông mong. Nó khá đưa má ra cho kẻ vả, khá chịu đầy nhuốc nha. Vì Chúa chẳng hề bỏ cho đến đời đời, dầu Ngài đã làm cho lo buồn, còn sẽ thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài. Vì ấy là chẳng phải bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu. Khi người ta giày đạp mọi kẻ tù trong đất, khi uống công lý đoán của người trước mặt đấng rất cao, khi điên đảo ai trong sự xét đoán, thì Chúa chẳng ưng chịu. Nếu chẳng phải Chúa truyền lệnh, ai hay nói ra và sự ấy được thành? Há chẳng phải từ miệng đấng rất cao ra tai họa và phước lành? Cớ sao người đang sống phàn nàn vì chịu hình phạt về tội lỗi mình? Chúng ta hãy xét và thử đường mình
trở về cùng Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy giơ lòng và tay lên đến Đức Chúa Trời trên trời. Chúng tôi đã phạm phép, đã bạn nghịch, Ngài đã chẳng dung thứ. Ngài lấy giận che mình và đuổi theo chúng tôi, giết lát chúng tôi chẳng thương xót. Ngài ẩn mình trong mây, đến nỗi chẳng lời cầu nguyện nào thấu qua được. Ngài làm chúng tôi ra của bỏ, ra đồ rác rến trong dân sự. Mọi kẻ nghịch thù há miệng rộng nghịch cùng chúng tôi. Chúng tôi đã mắc sự sợ hãi, hầm hố, hủy diệt và hư hại. Mắt tôi chảy dòng nước vì gái dân tôi mắc diệt vong. Mắt tôi tuôn nước mắt, không thôi cũng không ngớt, cho đến chừng nào Đức Giê-hô-va đói xem từ trên trời ngó xuống. Mắt tôi làm khổ linh hồn tôi vì mọi con gái của thành tôi. Những kẻ vô cớ thù nghịch tôi đã đuổi tôi như đuổi chim. Họ muốn giết tôi nơi ngục tối và ném đá trên tôi. Nước lên ngập đầu tôi. Tôi nói, ta phải chết mất. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi từ nơi ngục tối rất sâu kêu cầu danh Ngài. Ngài chắc đã nghe tiếng tôi. Xin đừng bịt tai khỏi hơi thở và lời kêu van tôi. Ngày tôi cầu Ngài, Ngài đã đến gần tôi, đã phán cùng tôi, chớ sợ hãi chi. Hỡi Chúa, Ngài đã đối nại việc hồn tôi là đấng chuộc mạng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã thấy người ta hiếp đáp tôi, xin đoán xét việc tôi. Chúng nó báo thù, lập mưu hại tôi thì Ngài đã thấy hết. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe chúng nó sỉ nhục, bày mọi mưu trước nghịch cùng tôi. Những môi miếng của kẻ giấy nghịch cùng tôi và mưu kế lập ra hại tôi cả ngày. Xin Ngài xem sự ngồi xuống và đứng dậy của chúng nó. Tôi là bài hát của chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ báo trả chúng nó tùy theo việc tay chúng nó làm. Ngài sẽ ban lòng cứng cỏi cho chúng nó, sự rủa sả giáng trên chúng nó. Ngài sẽ lấy cơn giận và đuổi theo, hủy hoại chúng nó khỏi dưới trời của Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.